Có phải Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh bất ngờ bị suy giảm quyền lực nhanh chóng? Vào ngày 25 tháng 11, Hội nghị Trung ương bất thường chỉ diễn ra trong một thời gian được cho là ngắn nhất chưa từng thấy. Hội nghị Trung ương bất thường lần này đã thu hút sự chú ý của công luận do tính đột xuất cũng như đồn đoán về việc sẽ xem xét xử lý kỷ luật một số nhân vật lãnh đạo cấp cao, trong đó có trường hợp của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Những hội nghị Trung ương bất thường được triệu tập khi xuất hiện các tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết phải xử lý ngay lập tức, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến sai phạm nghiêm trọng của các lãnh đạo cấp cao. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao ông Tô Lâm cần phải triệu tập một hội nghị Trung ương bất thường vừa qua? Thông tin nội bộ cho biết, tại hội nghị bất thường lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm muốn đặt vấn đề với Ban chấp hành Trung ương, đề nghị bổ sung thêm một số nhân sự vào Bộ Chính trị khóa 13 đang còn khuyết. Tuy nhiên, cũng theo thông tin nội bộ, đề nghị của ông Tô Lâm lập tức bị đa số các ủy viên Trung ương Đảng đồng loạt bác bỏ. Đây chính là lý do khiến hội nghị bất thường đã nhanh chóng kết thúc sau hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra. Nếu thông tin nội bộ là đúng, thì đây là một trong những dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của ông Tô Lâm và phe cánh đã tới thời kỳ giảm nghiêm trọng về thế và lực. Đây cũng là lý do tại sao không có kết quả xử lý các sai phạm của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông trong hội nghị Trung ương bất thường vừa diễn ra. Cũng có đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nếu như bị dồn đến chân tường thì ông sẽ cho công bố các sai phạm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian trên cương vị lãnh đạo Bộ Công an. Theo thông tin phổ biến trên mạng xã hội, trong vụ thịt bò rất vàng vào cuối năm 2021, ông Trương Tấn Sang đã chủ động gặp riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu phải kỷ luật nghiêm khắc Bộ trưởng Tô Lâm. Ngoài ra còn có các ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai cũng đưa ra đề nghị Tổng Bí thư và Bộ Chính trị cần xử lý ông Tô Lâm để làm gương trong đảng. Đây chính là một trong những lý do khiến hàng loạt các nhân vật tứ trụ vừa kể trên đã bị Tô Lâm đánh cho bay chức để trả hận trong chớp nhoáng. Vẫn theo thông tin phổ biến trên mạng xã hội, một số ủy viên Bộ Chính trị gần đây còn yêu cầu cho lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG, một trong những tử huyệt của ông Tô Lâm cho đến nay. Cũng theo đó, ông Tô Lâm khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đã ký 3 văn bản đóng dấu mật và tối mật gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông về thương vụ kể trên. Các văn bản này được cho là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công an. Điều đó đã góp phần che giấu thông tin và tạo điều kiện cho thương vụ diễn ra với giá trị cao hơn thực tế rất nhiều lần. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, AVG chỉ có một giá trị ròng khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng Mobile Phone đã nhắm mắt mua với giá 8.900 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 7.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, cũng là tiền của nhân dân. Và khoảng tiền chênh lệch 7.000 tỷ đồng đã được một số lãnh đạo liên quan chia nhau, trong đó không thể không có phần của ông Tô Lâm. Mặc dù nhiều quan chức liên quan đã bị kết án nghiêm khắc, như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị phạt tù chung thân, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị phạt tù 14 năm, nhưng ông Tô Lâm không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án này. Điều này đã khiến công luận đặt ra câu hỏi về sự công bằng và minh bạch trong việc xử lý trách nhiệm của các nhân vật liên quan. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin, có phải Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh bất ngờ bị suy giảm quyền lực nhanh chóng hay không? Cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang chịu ảnh hưởng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sao? Tổng Bí thư Tô Lâm là một con người thực dụng và ít quan tâm đến vấn đề học thuyết cũng như lý luận. Ông Tô Lâm đã sớm nhận thấy bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như một cỗ máy già nua, cỗ kỹ, cần phải đại tu lại. Nhưng thay thế toàn bộ hệ thống, tức là tiến hành cải cách thể chế nhằm khắc phục cái gọi là điểm nghẽn của điểm nghẽn là điều không thể. Bởi nhiều lý do khác nhau, chủ trương cải cách của ông Tô Lâm đã vấp phải sự phản ứng của một bộ phận không nhỏ lãnh đạo cấp cao trong đảng. Đây là những nhân vật được cho là thành phần bảo thủ trong đảng, với lập trường kiên định con đường chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực chất không phải là như vậy, mà bởi lý do chủ trương cải cách của Tô Lâm sẽ đụng chạm đến rất nhiều quyền lợi cũng như quyền lực của họ. Tới mức ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư đã phải kêu gọi sự hy sinh của các lãnh đạo cấp cao. Đây là lý do cuộc cải cách để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm đang bị chững lại. Kể cả việc ông Tô Lâm đưa ra phương án tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nhưng vẫn không được thế lực này chấp thuận theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Việc tinh gọn bộ máy nhà nước đã được công luận đồng tình ủng hộ. Theo đó, một nước nghèo như Việt Nam nhưng lại tồn tại một bộ máy hành chính đồ sộ, tiêu tốn đến 70% ngân sách quốc gia.
Đây chính là lý do nền kinh tế Việt Nam vẫn tụt hậu khá xa so với các nước khác trong khu vực. Những phân tích vừa kể trên cho thấy việc cải cách thể chế hay tinh gọn bộ máy nhà nước vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức. Những thế lực bảo thủ trong đảng đã cáo buộc Tổng Bí thư Tô Lâm mượn danh cải cách để tiếm quyền với mục đích đưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi chệch con đường chủ nghĩa xã hội. Đó là chưa kể ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đang kích động phe thân Trung Quốc trong nội bộ của đảng phải kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội mà hai đảng Cộng sản cùng ý thức hệ đã đồng tâm lựa chọn. Vai trò cũng như sự tác động của Trung Nam Hải với công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là điều hết sức quan trọng. Đây là vấn đề then chốt nhất và điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình cải cách của Việt Nam. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện hai thái độ đặc biệt với Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Theo giới phân tích, nếu Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ ông Lương Cường, điều này có thể thúc đẩy Việt Nam cải cách theo hướng có lợi Trung Quốc. Ngược lại, nếu ông Tô Lâm có lập trường độc lập hơn, quá trình cải cách có thể gặp phải sự phản đối hoặc thiếu hỗ trợ từ phía Trung Quốc. Qua đó, việc cân bằng quan hệ với Trung Quốc và thực hiện các cải cách phù hợp với lợi ích quốc gia sẽ là thách thức với lãnh đạo của Việt Nam. Trung Quốc được cho là sẽ không hài lòng với các cải cách chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng vì những lý do như sau. Thứ nhất là lo ngại về sự thay đổi mô hình chính trị. Theo đó, bất kỳ cải cách chính trị nào ở Việt Nam sẽ gây lo ngại cho Trung Quốc về sự ảnh hưởng đến an ninh chính trị của họ. Thứ hai là cải cách chính trị ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước. Do đó Bắc Kinh sẽ không ủng hộ những thay đổi có thể gây ra sự bất ổn trong khu vực. Tiếp theo là ảnh hưởng của phương Tây với Việt Nam trong việc mở cửa và hội nhập sâu rộng hơn với phương Tây. Những điều vừa kể trên chính là lý do công cuộc cải cách thể chế hay tinh gọn bộ máy công quyền ở Việt Nam khó có thể thành công. Chứ đừng vội nói đến công cuộc đổi mới lần thứ hai của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm có sự thụt lùi trong vấn đề cải cách thể chế bởi lý do gì? Mục tiêu cao nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải nắm được quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc hay ông Putin bên Liên bang Nga hiện nay. Đây là điều kiện tiên quyết cần phải có để ông Tô Lâm tiến hành một cuộc đổi mới lần thứ hai. Nghĩa là ông Tô Lâm phải nắm quyền Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm vào trung tuần tháng 10 năm 2024 đã phải chấp nhận nhường quyền Chủ tịch nước cho người khác. Điều đó cho thấy đây là sự thất thế của ông Tô Lâm. Rõ ràng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nguyên nhân bao trùm là do thể chế và đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Như trên thực tế, Tổng Bí thư Tô Lâm buộc phải quay sang thực hiện vụ việc tinh gọn bộ máy nhà nước và coi đó là yêu cầu tất yếu buộc phải làm. Đây được coi là một bước đệm, đồng thời cũng là một cuộc đại phẫu để tạo ra một hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Trên mạng xã hội đang lan truyền cái gọi là phương án sát nhập một số cơ quan của chính phủ và các ban của đảng. Theo đó, sát nhập Bộ Tài chính với Bộ Kế hoạch Đầu tư, sát nhập Bộ Tài nguyên Môi trường với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sát nhập Bộ Xây dựng với Bộ Giao thông Vận tải. Tin đồn vừa kể trên được công luận đồng tình và cho rằng nếu phương án kể trên được thực hiện, đây sẽ là một bước đột phá và đây là tiền đề của một cuộc cách mạng cải cách cả hệ thống chính trị tại Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, không tinh gọn bộ máy thì đất nước không thể phát triển được. Một loạt câu hỏi đã được công luận đặt ra đó là tại sao một siêu cường như Hoa Kỳ chỉ có tổng thống và một phó tổng thống và nội các là các bộ trưởng hay chính phủ của quốc gia phát triển ở châu Âu cũng như vậy? Tại sao họ ít lãnh đạo thế mà họ quản lý đất nước hiệu quả và phát triển đến như thế? Câu trả lời là bởi vì họ làm đúng việc của họ trong mô hình nhà nước nhỏ, xã hội lớn. Ông Tô Lâm cũng từng đưa ra yêu cầu lãnh đạo đảng, chính phủ, quốc hội phải thực hiện đúng vai trò và không làm thay theo kiểu lấn sân. Được biết, bộ máy chính phủ Việt Nam hiện nay đang có tới 30 đầu mối, bao gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc chính phủ. Trong khi đó, ở Trung Quốc với dân số 1,5 tỷ dân cũng chỉ có 25 bộ, ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng chỉ có 14 bộ, Nhật Bản có 12 bộ. Tại sao để một tình trạng bất hợp lý như vậy kéo dài hàng chục năm qua tại Việt Nam? Đây là câu hỏi được đặt ra. Theo giới chuyên gia, chính phủ Việt Nam nên tinh gọn hơn nữa để chỉ còn khoảng 15-16 bộ là hợp lý. Điều đó phù hợp với xu thế chung của đất nước và các quốc gia hiện đại nhất, giàu có nhất hiện nay họ cũng chỉ có khoảng 10-12 bộ. Một câu hỏi được đặt ra đó là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm có phải là biểu hiện của sự thụt lùi trong vấn đề cải cách thể chế hay không? Theo một số nhận định, việc cải cách thể chế dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm đang gặp nhiều thách thức và có thể
không đạt được kết quả như mong đợi. Theo một số nhà phân tích, việc để tồn tại bộ máy hành chính cồng kềnh còn là một kênh nhằm để bảo vệ chế độ. Nếu không có những thay đổi về căn bản về thể chế chính trị thì khó có thể đạt được những cải cách thực chất và hiệu quả. Nhưng đã là một cuộc cách mạng sẽ không thể tránh khỏi sự thiếu đồng thuận trong nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lý do việc sát nhập, giải thể các đơn vị tổ chức ở các cấp sẽ ảnh hưởng đến quyền lực, quyền lợi của một bộ phận không nhỏ các lãnh đạo cấp cao hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm có sự thụt lùi trong vấn đề cải cách thể chế bởi lý do từ đâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.